chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu vợ Tổng thống Nga Vladimir Putin là ai? Tổng thống Nga Putin quen bà Lyudmila Grebneva vào khoảng năm 29 tuổi. Khi ấy, ông đang là sĩ quan công tác tại bộ phận số 1 ở Petersburg. Qua vài lần đến xem chương trình của Arkadiy Zhykin ở nhà hát Len Soviet nay là Leningrad, Putin bắt đầu làm quen và thân với một số cô gái ở đây, trong đó có Lyudmila Grebneva. Khi đó, Lyudmila đang làm tiếp viên hàng không trong các tuyến nội địa. Sau 3 ngày hẹn hò ở đây, họ chia tay nhau trong ga tàu điện ngầm. Trước khi chia tay, Putin chỉ kịp đưa cho Lyudmila số điện thoại. Thời gian sau đó, họ gọi điện rồi hẹn hò nhau. Theo Lyudmila thì có một cái gì đó ở Volodya đã cuốn hút tôi. Có lẽ đó chính là sức mạnh nội tâm mà giờ đây đang cuốn hút mọi người. Và tôi đã theo đuổi anh ấy hơn 3 năm trời. Ông Putin từng tâm sự vào thời điểm đó, thời điểm mà bạn bè đã dục giá Putin khá nhiều chuyện kết hôn. Tôi cũng hiểu rằng nếu độ 2 đến 3 năm nữa tôi mà không lấy vợ thì sẽ không bao giờ lấy vợ nữa. Lyudmila đã trừ tận gốc thói quen sống độc thân của tôi. Một lần vào buổi tối, khi hai người ngồi ở nhà Putin, Putin đã nói với Lyudmila: "Em bây giờ chắc biết anh là người như thế nào rồi. Nói chung anh không phải là người thích hợp cho lắm." Lyudmila cứ nghĩ có lẽ họ sẽ phải chia tay sau câu nói này. Nhưng ông Putin lại khiến bà Lyudmila hết sức bất ngờ khi tiếp lời: "Nếu sự việc hóa ra như vậy thì anh muốn nói là anh yêu em và định ngày này chúng mình sẽ làm đám cưới." 3 tháng sau lễ cưới của Tổng thống Putin và bà Lyudmila diễn ra vào ngày 28 tháng 7 năm 1983, bà nhớ lại: "Tình yêu của tôi không đến ngay lập tức nhưng rất mãnh liệt." Họ có với nhau 2 con gái. Con gái Maria Putina, sinh năm 1985 ở Saint Petersburg, và con gái Ekaterina Putina, sinh năm 1986 ở Dresden, Đức. Không như những gia đình nguyên thủ ở các nước phương Tây khác, rất hiếm khi gia đình Putin xuất hiện trên truyền thông. Nguyên nhân bởi một phần vì lý do an ninh và phần khác vì tính cách của cả nhà. Lần gần đây nhất người ta nhìn thấy bà Lyudmila tại cuộc bầu cử Tổng thống Nga sau khi bỏ xong lá phiếu của mình vào ngày 4 tháng 3 năm 2012. Nhiều năm gần đây, dư luận Nga đã xôn xao những tin đồn xung quanh trục trặc trong quan hệ của vợ chồng Tổng thống Putin bởi hiếm khi họ đi cùng nhau và xuất hiện trước công chúng. Báo Lá Cải Nga đưa tin Putin đã bỏ vợ từ năm 2008 và có ý định cưới một huấn luyện viên thể dục dụng cụ trẻ hơn ông gần 30 tuổi. Trước những tin đồn đại của dư luận, tháng 10 năm 2010 vợ chồng Tổng thống Putin đã cố gắng dập tắt tin đồn bằng cách chụp ảnh chung khi tham gia trả lời các câu hỏi của trong cuộc điều tra dân số quốc gia. Cho đến ngày 6 tháng 6 năm 2013, trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, ông Putin và bà Lyudmila mới chính thức tuyên bố họ đã quyết định chia tay một cách văn minh vì ngày càng trở nên xa lạ sau một thời gian dài không gặp nhau. Tổng thống Nga nói, "Đó là quyết định chung của chúng tôi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã chấm dứt." Bà Lyudmila cũng xác nhận, "Chúng tôi gần như không nhìn thấy nhau. Chúng tôi có cuộc sống riêng của mỗi người." Trước khi công khai tuyên bố ly hôn, ông Putin và bà Lyudmila cùng nhau tham dự buổi biểu diễn ballet Vở La Esmeralda tại Điện Kremlin, đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng của họ kể từ khi ông Putin tái cử chức Tổng thống Nga. Tổng thống giải thích nguyên nhân ông với bà Lyudmila Putina ly dị là bởi thực tế không phải tất cả mọi người đều sẵn sàng cho cuộc sống công khai rộng rãi của một chính trị gia cấp cao. Bà Lyudmila tiết lộ cụ thể thêm, ông Putin hoàn toàn đắm mình trong công việc, các con chúng tôi đã trưởng thành và sống độc lập. Hoàn cảnh đã tạo ra là mỗi người chúng tôi đều có cuộc sống riêng. Tổng thống Putin cũng nói sau khi ly dị, ông và bà Lyudmila vẫn luôn là những người thân thiết của nhau. Bà Lyudmila khẳng định bà rất biết ơn Putin vì đã luôn ủng hộ bà. Ông ấy rất yêu thương con cái. Chúng cảm nhận được điều đó. Con gái lớn của ông Putin là Maria Vorontsova, có biệt danh là Mara, năm nay 35 tuổi. Cô là một nhà nghiên cứu y khoa và hiện đang sống cùng chồng người Hà Lan Joris Fasson. Theo Business Insider, vợ chồng Maria có một đứa con. Tổng thống Putin cũng từng nói với nhà làm phim Oliver Stone năm 2017 rằng mình đã lên chức ông ngoại. Khi Stone hỏi Putin có hay chơi cùng cháu không, nhà lãnh đạo Nga trả lời, hiếm khi. Con gái thứ hai của ông Putin là Katerina Tikhonova, có biệt danh là Katia, theo đuổi nghề khiêu vũ chuyên nghiệp. Năm 2013, cô cưới tỷ phú Nga Kirill Khamalov nhưng cuộc hôn nhân của họ không kéo dài lâu. Cặp đôi ly dị vào năm 2018.
Hồi tháng 11 năm 2014, trong cuộc phỏng vấn của hãng tin TASS, khi được hỏi hai con gái của ông có đang sống ở Nga không, ông Putin trả lời, cả hai đều ở Moscow. Chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau ở nhà. Tổng thống Putin được mô tả là một người rất yêu con. Trong một lần trả lời phỏng vấn, vợ cũ của ông nói, không phải người cha nào cũng yêu con nhiều như ông ấy. Ông ấy luôn chiều chuộng chúng, trong khi tôi lại là người rất kỷ luật. Vâng thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất.